Xin chào tất cả mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 2002, mình sinh ra và lớn lên tại Nghệ An. Hiện tại thì mình đang theo học tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV. Mình là quán quân học bổng trái tim sư tử đầu tiên tại BUV. Mình rất may mắn và có cơ duyên biết đến học bổng này thông qua cô Vũ Thị Dung, là người đồng hành và sáng lập nên quỹ khát vọng. Từ lúc biết đến học bổng này, mình đã luôn tin tưởng, nỗ lực và cố gắng để hoàn thiện bản thân tốt hơn từng ngày. Trong quá trình áp lại học bổng, bản thân mình đã trưởng thành và có kinh nghiệm hơn rất nhiều. Lúc nhận được email thông báo nhận được học bổng, cảm xúc lúc đấy của mình thật sự rất vui sướng và vỡ òa trong hạnh phúc. Từ đấy, cuộc đời mình như bước sang một trang mới, mình được có cơ hội tiếp tục trên con đường đại học, mà lại được học tập trong môi trường quốc tế với những giảng viên quốc tế dày dặn kinh nghiệm và chuyên môn cao. Mình luôn hy vọng và xem đấy là nền móng đầu tiên để bản thân sau này có thể tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tốt và đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống cũng như những cống hiến đóng góp có ích cho xã hội. Bản thân mình tưởng chừng như phải dừng lại hành trang trí thức từ khi học hết lớp 12 bởi vì gia đình mình không thể có điều kiện cho mình tiếp tục con đường học đại học. Nhưng thật may mắn, ông trời không phù công người, bản thân mình đã luôn có niềm tin và khao khát mạnh liệt rằng bản thân sẽ có cơ hội được tiếp tục theo đuổi hành trang trí thức, và điều này đã thành hiện thực khi mình đạt được học bổng trái tim sư tử. Thật sự là từ khi theo học tại BUV, mình đã có thể tự tin hơn rất nhiều. Khi được giao tiếp với thầy cô người nước ngoài và tiếng Anh của mình được cải thiện rõ rệt, môi trường học tập ở BUV theo quan điểm cá nhân của mình thật sự là rất hoàn hảo. Trao đổi với các thầy cô nước ngoài, mình cảm thấy học hỏi được rất nhiều từ cách tư duy, xử lý vấn đề và sự tận tâm trong cách truyền đạt kiến thức. Cơ sở vật chất hiện đại cũng nhiều tiện ích tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình sinh viên theo học tại đấy. Đặc biệt là các anh chị trong phòng tuyển sinh rất tận tình và hỗ trợ tốt nhất những thắc mắc và mọi vấn đề mà sinh viên cần. Hiện tại, mình đã hoàn thành khóa học tiếng Anh ở UV, ngành học mà mình sẽ theo học là ngành tài chính kinh tế. Vì ước mơ từ bé của mình là sau này lớn lên mình có thể trở thành một doanh nhân. Hơn thế nữa, mình luôn muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là có thể xây dựng một trại dưỡng lão giúp đỡ những người già neo đơn không nơi nương tựa, có nơi để tĩnh dưỡng tuổi già. Trong cuộc sống này, đừng bao giờ nghĩ sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó là một bất lợi, mà hãy xem đó là một thử thách mà mình cần phải vượt qua. Đó chính là những suy nghĩ đã luôn thôi thúc bản thân mình nỗ lực và cố gắng hơn từng ngày. Qua đây, mình chúc cho tất cả các bạn học sinh có ý định ứng tuyển học bổng trái tim sư tử tại BUV thật may mắn, nỗ lực và tràn đầy quyết tâm. Mình muốn nhắn với các bạn rằng hãy luôn chăm chỉ, nỗ lực trong học tập và biết nắm bắt tận dụng mọi cơ hội trong cuộc sống. Cố gắng và chỉ có cố gắng hơn nữa là điều duy nhất có thể thay đổi hoàn cảnh khó khăn, năng lực hiện tại và cuộc sống của bạn. Cuối cùng, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV đã mở ra học bổng này, tạo điều kiện cơ hội cho những bạn như mình có cơ hội được học tập và phát triển bản thân sau này. Và mình cảm ơn cô Vũ Thị Dung đã là người kết nối để mình có cơ hội biết đến học bổng, và là người đã luôn đồng hành và chấp cánh cùng mình trong thời gian qua. Mình xin chân thành cảm ơn.